Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy, Tổng công ty Điện lực Miền Trung về kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và kết quả triển khai các công việc sau Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025 và kết quả kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 28 của Ban Bí thư và kế hoạch số 87 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Theo báo cáo của Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Miền Trung, trong thời gian qua, việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 ở Đảng bộ được gắn liền với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Thông qua việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình trong các năm 2016, 2017, 2018 và 2019, trong Đảng bộ chưa có đảng viên vi phạm nghiêm trọng các nội dung nêu trong nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Trong năm 2020, Đảng ủy Tổng công ty đã kiểm tra 3 tổ chức đảng, giám sát 4 tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy kiểm tra 3 tổ chức đảng, giám sát 5 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn đảng, về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, về lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra số 58 của Thành ủy Đà Nẵng do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thanh Quang báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 28 của Ban Bí thư tại Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Miền Trung.